mình xem thường, mình khinh thị, mình cho nó là thừa thãi. Cho nên mình có tu tập con thừa chư tôn chư hiền, mình nâng niu những cái giây phút mà ngọt ngào, thiện lành và trân quý. Mà mình không biết tu á, mình dập dùi, mình quan phí, mình phung phí, mình lãng phí, mình phí phạm những cái hạnh phúc. Thành ra mình tu hay lắm, quý vị ráng tu đi, ráng tu đi. Quý vị sẽ thấy rằng khi mình tu, mình có cái tâm hiền từ rồi, mình nhìn mình thương sư phụ lắm. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể đem cái đầu của mình đặt dưới bàn chân của sư phụ. Còn mình không tu, mình nhìn thấy tới là mình né. Rồi à, khó khăn, gặp rầy, gặp tà chỉ, gặp tà la. Cái tâm đó thật sự là nhiều khi con nhìn thấy những vị mà bỏ cha bỏ mẹ đi theo con, con thương mà nước mắt con chảy vào tim. Vì họ chặn một cái bức tường ở trước mặt, con không thể rót vào tim cho họ vì cái bản ngã của họ, vì lòng sân hận, vì cái tâm chưa hiền mà mình không thể, mình cái tình thương của mình rót đến mà không nhận được. Thì cũng vậy, cha mẹ cũng vậy, cũng rót cho mình cả một cái sinh mạng, nhưng mà nhiều khi mình gạt cái tay vậy. Trên một chiếc xe đời mới nhất cực kỳ đắt tiền, mẹ ngồi với đứa con nhỏ, con ăn đi con ăn đi con ăn đi con, thì đứa nhỏ nó gạt cái tay vậy, dâng một cái miếng bánh rất là đắt tiền rớt xuống đường mương. Và ngay gần ở đó có 3-4 đứa nhỏ đi lùm bọc, đi lùm phế liệu và chai, 2 ngày không có gì ăn. Thì các anh bé nghèo này, em ơi mình có bánh ăn rồi. Thì nó nhào tới, nó mới lụm cái miếng bánh dính đường mương á, nước dơ đó, nó phủi nó gỡ ra chút dính đó. Mọi người chị cả ngắt một cái miếng bánh không bị dính nước dơ đó, nè cái này của em nhỏ là miếng ngon nhất cho em. Rồi đứa em kế, rồi cái người chị cả lấy cái miếng bánh mà dính nước không dơ đó ăn. Vì đói quá, 2-3 ngày không có gì ăn. Câu chuyện nói lên cái điều gì? Đứa trẻ nhà giàu nó gạt ngang cái miếng bánh mà mẹ đưa, trong khi những đứa trẻ lang thang, cơ hàng, đói lạnh, mồ côi, đi lượm bọc, không có được cái tình thương, ao ước chỉ được một lần, cũng không bao giờ có được. Nhưng mình có được, mình lại phủ phàng, dông ơn bội nghĩa coi thường. Rồi đến lúc khói nhang nghi ngút, trước di ảnh đội khăn tan, đưa cha mẹ ra ngoài quyệt mộ, vào trong nghĩa trang, hoặc là nhận nắm tro tàn trong lò hỏa táng, thì chính những cái hình ảnh đó, chính những cái suy nghĩ đó, những cái hành động đó, nó làm cho mình rai rứt suốt cuộc đời,
thì mình bất hiếu, bất kính. Và trên thế gian này biết bao nhiêu là người như vậy. Phần lớn này các tỳ kheo, phần lớn con người sống không có biết ơn và nhớ ơn. Thế Tôn lấy ngón tay, móng tay của mình khơi một chút đất. Ngài hỏi các thầy tỳ kheo, đất dính trong móng tay của ta và đất cả địa cầu, cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, đất dính trong móng tay Ngài rất là ít, cực kỳ ít, không thể so sánh với đất của địa cầu. Này các tỳ kheo, con người sau khi chết rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều như đất của địa cầu, được trở lại làm người ít như đất trong bóng tay của ta. Bạch Thế Tôn, tại sao như vậy? Bạch Thế Tôn, bạch đấng thiện thể, này các tỳ kheo, phần lớn đại đa số chúng sanh là sống không có biết ơn, không có nhớ ơn. Có khi những bậc đại ân đức, đại ân nhân của mình, mình coi đó là bổn phận của họ. Cha mẹ có bổn phận thương tôi vậy, lo cho tôi vậy. Thầy đem hết cả trái tim, cả hết tấm lòng, trong âm thầm theo dõi, tác thành cho mình bằng tất cả trái tim. Mình khó chịu, mình bực bội. Thật sự là con nhói tim lắm, con đau xót lắm. Quý vị có nghĩ rằng một người cả cuộc đời đi tìm châu báu bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng sinh mạng, cuối cùng tìm ra được ngọc như ý, quỳ xuống dâng lên cho những người yêu thương nhất của mình mà người thân mình gạt tay qua? Thì cái trái tim nó tan nát như thế nào? Cha mẹ có công ơn sanh thành dưỡng dục ra nhục thân, thầy có công ơn sanh ra pháp thân, huệ thân, trí thân, giải thoát thân. Nếu đối với cha mẹ mà mình bất hiếu thì không có bất cứ một ai trên cuộc đời này mình có hiếu. Nếu đối với thầy mình mà mình phóng ơn thì không có bất cứ một ai trên đời này mình nhớ ơn. Cho nên đạo nghĩa làm người không biết bao nhiêu lần con rơi lệ, làm sao mà mình có thể đem hết cái trái tim của mình? Như bậc đạo sư từng nói với con, nếu có thể moi trái tim con ra được, con sẽ moi móc ra đây để cho thầy nhìn thấy trái tim của con, là mong muốn thầy thành tựu. Con cũng nói như vậy,
Nếu con có thể moi trái tim con ra để cho các vị nhìn thấy, thì con cũng sẽ moi ra để quý vị thấy được rằng thật sự là con mong muốn tất cả thành tựu tâm hiền đức, tâm từ bi, hãy thương yêu với nhau, hãy kính quý với nhau, hãy biết ơn với nhau, hãy tôn trọng với nhau, hãy kính lễ với nhau, để rồi sau này mình ngừng thở, mình không có hối hận. Để rồi sau này mỗi khi mình nhớ đến cha mẹ, mình nhìn tấm hình cha mẹ trên bàn thờ, mình vui lắm. Con đã đem hết lòng hiếu thảo đối với cha mẹ bằng cả trái tim. Con nhớ về cha mẹ con không có rai rứt. Để rồi sau này mình nhìn lên bàn thờ hình của thầy mình, mình thấy ngọt ngào, mình thấy ấm áp, mình không có hối tiếc, hối hận vì ngày xưa mình đã nghe lời thầy, đã đem hết tất cả sự cung kính và biết ơn đối với thầy. Hãy sống thật là đẹp trên cuộc đời này. Hãy sống thật là thanh cao trên cuộc đời này. Hãy đầy lòng biết ơn và nhớ ơn đối với những người có ơn với mình. Hãy là một con người nhân hậu hiền đức. Hãy sống bằng tất cả tấm lòng, dầu cho một người giúp mình một việc hết sức nhỏ, hãy tập chắp tay cúi đầu và cảm ơn, nhớ ơn họ suốt cuộc đời. Hãy tập sống trong cảm thọ biết ơn và nhớ ơn cho đến hơi thở cuối cùng. Hãy tập trân trọng, trân quý, trân kính, quý kính những gì mình đang có, những gì mình đang nhận, những gì mình đang được thừa hưởng. Đừng có phung phí, đừng có quan phí, đừng có lãng phí, đừng có phí phạm. Tình thương của ông bà, trái tim của cha mẹ, sự ngọt ngào của con cháu, sự quan tâm của bà con, anh chị em, dòng họ, hãy quỳ xuống và đội lên đầu. Hãy trân trọng những người yêu thương mình và tất cả trái tim và tấm lòng của mình. Bất cứ lúc nào có thể quỳ xuống, nâng cái bàn chân của ông bà lên, nâng cái bàn chân của cha mẹ, thậm chí là bàn chân của vợ chồng, nâng xuống không sao hết. Đặt trán mình lên chân. Mình đồng cam cộng khổ biết bao nhiêu, mình khó khăn vượt qua biết bao nhiêu, mình hãy trân quý nhau,
mình hãy tôn trọng nhau, mình hãy quý kính nhau và giữ cho cái tâm cung kính, tâm biết ơn này, cái tâm trân trọng này càng ngày càng tăng trưởng, phát triển lớn mạnh, đừng để cho mất. Rồi quý vị sẽ thấy thành quả, thành tích, thành công. Tâm của quý vị hiền đức, lòng của quý vị hiền lương, từ ánh mắt, từng suy nghĩ, mỗi cảm thọ của mình là thanh lương, là mát dịu, là hồ sen, là hoa thơm, là mật ngọt. Mỗi khi quý vị tiếp xúc với một người nào, bất cứ một ai nhìn thấy, bất cứ một ai nghe âm thanh của mình, bất cứ một ai tiếp xúc với mình, giống như là đi ngoài nắng hạn mà gặp được tàn cây bóng mát, giống như đang khát nước mà được giải khát trong hồ liên trì trong mát, giống như một người vô gia cư mà được cho căn nhà tình nghĩa tình thương. Quý vị sẽ lan tỏa tâm hiền từ này, hiền đức này đến tất cả những người thương trong cuộc đời của mình. Sống như vậy ý nghĩa lắm, sống như vậy là giá trị lắm, sống như vậy là thanh cao, là cao thượng, là tươi đẹp, là tốt đẹp, là tuyệt đẹp. Đừng có sống nhục nhã, đừng có sống hèn hạ, đừng có sống nhỏ nhoi nhỏ mọn, chỉ biết cái tôi của mình, sống ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình, sống như vậy là hèn hạ, là nhục nhã, sống như vậy là khổ đau. Hãy sống cho thanh cao, cho độ lượng, cho rộng lượng, cho tâm vô lượng với đất trời này. Bất cứ lúc nào cái chết nó đến, mình cũng mỉm cười. Vì sao? Thế Tôn ơi, con đi theo Ngài, theo các bậc thánh hiền, vì đời sống này con đã làm hết sức mình, hành thiện, tu tâm từ và làm những gì con đã nỗ lực để con làm được. Chết như vậy là chết cát tường, Thế Tôn gọi là cái chết tốt lành, không có một chút hối hận, oán trách bất cứ một ai. Bất cứ khi nào vô thường đã đến, người hiền trí tâm nhẹ nhàng, không hối hận, tâm thanh thoát thanh tịnh để ra đi. Đó là thành quả tu học của một bậc hiền trí, hiền nhân, hiền đức.
Thế Tôn, đã từ lâu cũng muốn đến để được thấy Thế Tôn, nhưng thân con không có đủ sức để đi đến gặp Ngài. Thôi vừa rồi, này Vách Ca Ly, thôi vừa rồi, thôi đủ rồi. Có gì đáng, có cái gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này? Có gì đáng thấy, đáng nhìn, đáng mong muốn để gặp đối với cái thân hôi hám này? Có gì đáng nhìn, đáng thấy, đáng gặp đối với cái thân hôi hám này? Đối với cái thân chính lỗ rỉ chảy những thứ nhàm chán, tanh hôi, bẩn thỉu này, có gì đáng để nhìn, có gì đáng để gặp, để thấy, để trông mong, để đợi chờ đối với cái thân hôi thối này của ta? Này Vách Ca Ly, ai thấy pháp, ai thấy sắc thọ tưởng hành thức này là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, là vô ngã, ai thấy được sự thật đó, người ấy thấy ta, thấy Như Lai. Ai thấy cái thân này của ta, người đó phải thấy được sự thật ngũ uẩn này là vô thường, khổ đau, biến hoại trống rỗng và vô ngã. Thấy ta, người ấy thấy pháp. Thấy pháp là thấy ta. Đang thấy sự thật về tâm quẩn này là thấy Như Lai. Đang thấy ta là thấy pháp. Thôi vừa rồi, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này?
cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời thầy như gió trên ngàn, cho con bây giờ vô vàn khổ đau. Thầy đi trước, con bước sau. Phàm thiên chánh pháp nguyện bầu sẵn sàng. Thầy đi trước, con bước sau. Vàng thiên chánh pháp sắc son màu, thầy như bay bay trên cao, nhẹ nhàng che mắt bước con đường đầy. Thầy giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh
gió nào thổi qua đêm nay, vương trăng nào thao thức đêm thu, rơi tóc nhóm nhát nhòa tai sâu, vì thời gian xoay đắm chiều phong. Dòng suối nào đầy đá cho con, dòng sông nào dịu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, dáng bay gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng phai môi, dòng phố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trán. Mẹ cha cho con sắc thân này, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Mẹ cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi còn kinh điển thoáng xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con đơn côn đêm tranh pháp để cho sanh chúng, ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mang, nhờ ân sư muôn kiếp khó đáp đền, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mang, nhờ ân sư muôn kiếp khó đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính tri ân trên bậc đạo sư. Con kính tri ân sư phụ. Con kính tri ân trên bậc giáo thọ. Con xin tri ân tất cả các bậc hiền trí có mặt nơi đây. Nhờ duyên lành con biết được đến sư phụ và biết đến đạo tràng là một người rất mới, nhưng khi con bước đến được với đạo tràng, một không khí thân thương hiền thiện, con có cảm tưởng như đây là một ngôi nhà, sư phụ như một người cha, bậc giáo thọ và các bậc hiền trí như những người thân quen mà con đã thương, đã mến từ bao đời bao kiếp. Khi con bước đến đây, đây là lần thứ hai con được về ngôi nhà chung nơi này. Ở đây con đã được học rất nhiều, từ cách đi đứng, cách ăn nói, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của con đều được học lại từ đầu bởi một tâm hiền thiện. Sư phụ đã dạy con diệt bỏ được rất nhiều tham sân si, những phiền lụy, những đau khổ trong cuộc sống. Con đã áp dụng những công thức, những gì mà sư phụ đã chỉ dạy. Con cảm thấy rất hoan hỷ, rất hân hoan khi sư phụ dạy con bài thiền quán vừa rồi.
Một lần nữa con cảm nhận rõ thân mình là sắc, là tứ đại, là vô thường. Con chỉ có được bởi duyên sanh. Khi duyên này tan rã, sẽ không có một sắc, một thân tứ đại nào của ta, của mình ở nơi đây cả. Con rất trân quý từng giờ, từng phút khi được ở bên sư phụ, bên đạo tràng. Duyên lành sâu dày con mới được về, được tu học. Con rất là vui. Cảm nhận của con rất là nhiều, nhưng khi phát biểu con không nói được. Con xin sư phụ bậc giáo thọ và các bậc hiền trí tha lỗi cho con. Dù những việc nhỏ nhặt nhất, những lỗi nhỏ nhặt nhất, con cũng mong được tha lỗi, được chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính trên Sư Phụ. Dạ, con kính trên Thầy Giáo Thọ. Dạ, con kính trên các bậc hiền trí. Dạ, hôm nay con xin chia sẻ cảm thọ của mình vào những ngày học vừa qua. Con có cảm thọ, con thật là biết ơn và nhớ ơn tất cả cùng với sư phụ, cùng với thầy giáo thọ, không quản đường xá xa xôi, và cùng với Phật sự rất là nhiều mà đã về thành phố Hồ Chí Minh khuyến tấn chúng con trong những ngày học vừa qua. Và con cũng vô cùng biết ơn và tri ân tất cả các bậc hiền trí đã đến tham dự, ăn chung, ngủ chung, trao những nụ cười, những ánh mắt, những lời thăm hỏi đến với tất cả chúng con. Thật là ấm áp, thật là đầy tình thương yêu. Và biết ơn tất cả tâm từ của các bậc hiền trí đã giúp cho chúng con có những bữa ăn ngon, những nước uống, những cái ghế, con thật sự biết ơn và tri ân.
tất cả mọi nhân duyên trong những ngày vừa qua. Kính thưa sư phụ, xin thưa thầy giáo thọ, chúng con cũng chỉ là những Phật tử tại gia, cho nên những ngày khóa tu vừa qua là những ngày mà chúng con giống như là kim cương, quý báu lắm. Đôi khi sau ngày mai đi chăng nữa, có thể tập khí của chúng con lại nổi lên. Nhưng mà chúng con vô cùng biết ơn vì ba ngày này là ba ngày rất quý báu đối với chúng con. Học những cái thương, học những cái yêu, học những cái ghét. Ghét vì bản thân mình chưa có học được giỏi, chưa có nhu nhuyễn, chưa có khéo léo. Nên chúng con có những hành động hay những lời nói không được giỏi, không được ngoan. Xin sư phụ cùng với thầy giáo thọ và các bậc hiện trí tha lỗi cho chúng con. Chùa Bủ Liên cũng là một nơi mà chúng con vô cùng biết ơn, để gieo duyên cho chúng con những ngày nay được ngồi trong chánh điện, một nơi ấm áp đầy tình thương như thế này. Chúng con biết ơn và trân quý lắm. Thật tiếc khi cái gì cũng có hợp vội tan, nhưng con luôn mong muốn các vị hiền trí cùng với sư phụ, cùng với thầy giáo thọ thương chúng con nhiều hơn. Hãy dành một ít thời gian để được về đây, chúng con được học tiếp những pháp của Phật, những lời dạy của Phật, để chúng con luôn luôn nhớ mà đi đúng đường, nhắc nhở mình không để quên chiến đò. Chúng con sợ lắm chứ, sợ trễ chiến đò lắm. Xin sư phụ và thầy giáo thọ nhớ thương tưởng đến chúng con. Đó những lời cảm thọ của con xin gửi đến đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh lễ Đức Thế Tôn. Con kính thỉnh lễ sư phụ và thầy giáo thọ. Con kính thỉnh lễ chư hiền. Lúc nãy con nghe sư phụ nhắc đến chuyến đò cuối cùng, con thấy chư hiền mình có cảm thọ nhiều lắm. Con thấy ngay bây giờ con cũng có cảm thọ nhiều nữa, nhưng con biết
lần vài ngày sau, con sẽ buông lung phóng dật, sẽ có việc này việc nọ, rồi nó biện hộ lý do để nó giảm đi phần tu tập. Nên con rất là tha thiết mong ước chư hiền chúng mình nửa tháng mình nên tu tập một lần. Có thể là mình sẽ có những cái trượt dốc mà mình không biết cách để mình bước lên, thì có thể là mình gặp chư hiền để mình vừa tu tập chung mà mình vừa trạch pháp, mình vừa trao đổi pháp. Đây cũng là một cái ý của sư phụ. Sư phụ có nhắn gửi, sư phụ cũng mong ước là đạo tràng của mình, thay vì một tháng mình tu một lần, thì còn nửa tháng còn lại, thì sư phụ cũng vui khi thấy đạo tràng mình tu tập, mặc dù không có sư phụ bên cạnh, nhưng mà mình gặp nhau mình tu á, thì nó có lực hơn. Sức chúng như mình. Con nhớ là năng lực của chúng như là biển rồi đó. Con nghe Đức Phật nói vậy đó. Thì con thấy lần nào mà con được tu tập chung với đại chúng á, con cũng rất là tin, có nhiều cảm thọ, nhiều tinh tấn. Nên con mong chư hiền sẽ ủng hộ. Và nếu mà mình mấy lần đầu mà mình còn thấy mình kém, thì chư hiền có thấy là mình thỉnh thầy giáo thọ được không? Chứ sư phụ bận lắm, thì mình nếu chư hiền thấy thì chư hiền thỉnh thầy giáo thọ phụ con đi. Tại vì con thấy mấy lần con tu tập chung với đạo tràng thì con mới có lực, còn ở nhà con cũng lười lắm. Mà con vừa qua con cũng bị một cái vết trượt, mà con cũng định dừng lại không tu tập luôn á. Con định dừng lại nghỉ ngơi, không tu luôn á. Con tuột nó như vậy luôn á. Là tại vì lúc đó con vừa bệnh, rồi vừa có nhiều việc của gia đình, nó làm cho con tuột dốc. Mà con ở nhà có một mình à, cho nên con lười tu á. Con nghĩ nếu mà lúc đó mà chắc con được chư hiền sách tấn, chứ con cũng thoát ra nhanh hơn. Nên con thấy vậy biết đúng không chư hiền? Dạ. Sư phụ hay nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đức Thế Tôn cũng nói với Ngài Tôn giả U Bà Ly: Này U Bà Ly, ông hãy sống gần với tăng chúng. Ông hãy sống ở trong tăng chúng. Khi ông gần gũi, ông sống chung với chúng tăng,
thì ông sẽ được an lạc, an ổn. Thì con cũng mong rằng đạo tràng chúng ta mỗi khóa tu, mỗi thời khóa, nếu sư phụ có tổ chức ở trên núi hoặc là ở chùa Bửu Liên, con mong rằng các hiền giả chúng ta cố gắng sắp xếp công việc, tranh thủ thời gian để mình về mình cùng tu học với đại chúng, tu học với quý thầy. Nhiều khi cái hạt giống của mình nó mới nảy mầm, nó mới lên những cái chồi non, nó dễ gãy, dễ vỡ lắm. Do đó chúng ta hết sức cần cái sự chở che, bao bọc, bảo vệ của chúng tăng, của chư tăng, để mỗi ngày dùng cái thánh pháp, thánh trí để mà nuôi dưỡng cái tâm của mình, cho mỗi ngày càng tăng trưởng, càng lớn mạnh. Giai đoạn này chúng ta rất rất là cần sự bảo vệ, sự chở che, sự nâng đỡ, sự dìu dắt của Tam Bảo, của Sư Phụ và của cả đại chúng hiền thiện Nikaya, để chúng ta nương dựa, nương nhờ giới hạnh, giới đức, trí tuệ của Tam Bảo để làm cho chúng ta có được sự lớn mạnh, đứng vững ở trong pháp và luật này. Thì chúng ta cũng nhận thức được rằng, như sư phụ mấy ngày nay thiền quán cho chúng ta nghe đó, thật sự là làm gì mà có hạnh phúc ở trong dòng sanh tử này. Có chăng cũng chỉ là hạnh phúc tương đối tạm thời, nếu chúng ta vẫn còn đầy dẫy những cái ác bất thiện pháp, tham sân si vô minh bản ngã. Cho nên sự tu học của chúng ta, sư phụ hay nhắc rất là nhiều, chúng ta cố gắng tinh cần tinh tấn, nhận diện ngũ uẩn, phân loại cảm thọ, mình xem coi thuộc mình thuộc cảm thọ gì, trong cảm thọ đó coi nó có tham sân si của bản ngã không. Nếu thấy rác, thấy dơ bẩn, thấy cấu nhiễm, thấy tham sân si, bản ngã, phiền não, dục ái, chúng ta hãy tinh cần tinh tấn như lý tác ý, dùng những thanh gươm trí tuệ, những cái thiền quán mà Đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư cũng như Sư Phụ truyền trao chúng ta, để chúng ta có đủ sức mạnh để mà nhiếp phục, chế ngự, diệt tận những tên giặc phiền não. Để chúng ta nương vào cái thánh trí của Đức Thế Tôn mà chúng ta để vượt qua những sóng gió, giông bão của cuộc đời. Chính vì vậy chúng ta rất là cần một chỗ dựa, cần sự nương tựa nơi Tam Bảo cũng như là chúng tăng, để chúng ta tu học, nghe pháp, thực hành pháp, để chúng ta có đầy đủ sức mạnh, nhiệt tâm, nhiệt quyết, tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh ở trong chánh pháp. Trăm đời ngàn kiếp, như sư phụ hồi sáng đã nhắc chúng ta đấy, như con rùa mù. Bây giờ chúng ta được thân người rất là quý báu, chúng ta đang nắm chặt cái chiếc phao của chánh pháp, chiếc thuyền của chánh pháp để chở chúng ta qua đến bờ bên kia. Mà bây giờ chúng ta tu giải đãi, lười biếng, trao tu trong buông lung phóng dật, chúng ta lơ là,
mình để cho chiếc thuyền mình buông lơi, buông lung, mình thả lỏng. Lỡ sóng to gió lớn đánh một cái, chúng ta vuột cái tay chánh pháp ra, thì chúng ta sẽ, tất cả chúng ta sẽ bị chết chìm trong cái biển sanh tử. Chúng ta sẽ bị chết chìm trong cái biển khổ của dục, của ái, của tham muốn, của nóng giận, của si mê, của vô minh. Cho nên con mong rằng tất cả các hiền giả chúng ta hãy trân quý, trân trọng. Khi mình có được một thân người đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo, gặp được chánh pháp, thấy rõ một con đường chân chánh, thấy rõ một đạo lộ diệt khổ, để từ đó làm động lực để cho chúng ta nuôi dưỡng một cái sức mạnh, giữ lửa, nhiệt tâm, mạnh mẽ, thẳng tiến. Thẳng tiến ở trong chánh pháp. Đại chúng hoan hỷ không? Ngài đi trước trên đường tám chánh. Theo dấu chân các đức Như Lai. Nay chúng con theo dấu chân Ngài. Nguyện tu tập con đường tám chánh. Nguyện tu tập con đường tám chánh. Nguyện tu tập con đường tám chánh. Nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên. Biết ơn biết nghĩa. Biết ơn biết nghĩa. Nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên. Hiền thiện từ bi. Hiền thiện từ bi. Nhớ mãi không quên. Sáu pháp hòa kính. Sáu pháp hòa kính. Nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên. Diệt tham sân si. Diệt tham sân si. Mời chúng ta đứng lên. Tâm biết ơn này tỏ rộng. Tâm biết ơn này tỏ rộng. Cùng khắp thế giới này. Cùng khắp thế giới này. Tâm biết ơn này tỏ rộng. Tâm biết ơn này tỏ rộng. Khắp trời đất bao la. Tâm biết ơn này tỏ rộng. Tâm biết ơn này tỏ rộng. Khắp trời đất bao la. 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 Khắp trời đất bao la.